Cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ Khánh Bình từng tiết lộ Hoài Linh thích đánh bài và chơi số, thua cả tỷ bạc. Sự việc nghệ sĩ Hoài Linh chưa gửi hơn 13 tỷ đồng tiền từ thiện cho bà con miền Trung đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nhắc cử nhắc động của nam nghệ sĩ và những câu chuyện bên lề đều được công chúng đổ dồn sự quan tâm. Mới đây, đoạn clip cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ ca sĩ Khánh Bình nhận xét về nghệ sĩ Hoài Linh đã được netizen lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Theo đó, trong một buổi phỏng vấn vào năm 2020, khi được hỏi, anh nghĩ thói quen nào của anh Linh mà anh nghĩ nên thay đổi sẽ tốt hơn? Cố nghệ sĩ Chí Tài đã chia sẻ, hồi xưa anh Linh thích casino, thích đánh bài lắm, anh ấy thích giải trí. Nhiều khi giải trí tới nỗi sáng vào giờ diễn, anh ấy ngủ quên luôn. Nhưng lâu lâu thôi chứ không phải thường xuyên. Tôi thấy cái đó nếu giảm bớt sẽ đỡ vì tôi chỉ lo là anh ấy đóng tiền điện nhiều quá. Đó không phải là tật xấu đâu mà đó là một cái sở thích riêng của người ta. Về phía vợ ca sĩ Khánh Bình, vào năm 2015 cô từng tung clip tố chồng nói xấu nghệ sĩ Hoài Linh dù được đàn anh đỡ đầu với nội dung như sau. Khánh Bình đi hát chung với anh Linh bên Úc về. Khánh Bình nói là gặp ai, fan hâm mộ lại nhà cũng nói xấu anh Linh hết. Nói anh Linh đi qua biển hát tiền show không có bao nhiêu, nhưng anh Linh đánh bài thua, có lần mấy trăm ngàn rồi về Việt Nam đánh số, ngày thua mấy trăm triệu, cả tỷ luôn. Tiết lộ của cố nghệ sĩ Chí Tài và vợ ca sĩ Khánh Bình khiến netizen không khỏi liên tưởng đến giấc mơ của bà Phương Hằng. Trong status mới nhất, nữ đại gia tiết lộ, Nguyễn Phương Hằng tôi mơ thấy Võ Hoài Linh, không còn đúng số tiền như đã công bố. Tôi còn thấy số tiền này đã mọc cánh bay khắp cùng, bay vào công ty kỹ thuật số, số đề và bay vào những chủ nợ vì đã trót chơi bài ở casino. Tôi hy vọng giấc mơ này không có thật. Chắc Hoài Linh có lòng tự trọng sẽ yêu cầu ngân hàng xác nhận số dư hiện tại đúng cái số tài khoản mà cộng đồng mạng đã chuyển vào. Đó mới là người thật, việc thật. Và theo luật dù nói gì thì cũng đã sai phạm nghiêm trọng nên đừng có giải dụa. Sự thật sẽ được phơi bày khi chúng ta cùng có một yêu cầu chính đáng. Nguyễn Phương Hằng tôi sẽ chứng minh cho quý vị một giấc mơ chỉ là mơ hay có thật. Dân mạng bình luận, cây ngay không sợ chết đứng, cứ chờ chú Hoài Linh công bố số dư tài khoản và các khoản thu chi là rõ thôi. Mình nghĩ không bao giờ có chuyện chú Hoài Linh ăn chặn tiền từ thiện. Do dịch bệnh nên chậm trễ chút thôi, mọi người thông cảm. Đã là sự thật thì sớm muộn gì cũng lộ ra, hóng cô Hằng livestream. Về phía Hoài Linh, nam danh hài cho biết số tiền trong tài khoản hiện tại đang là 13 tỷ 700 triệu đồng sau khi đã trừ được một số tài khoản đã chi trước. Cùng với đó, Hoài Linh đã công khai loạt giấy tờ của chính quyền, xã, địa phương đã xác nhận lên kế hoạch từ thiện, chuyển quà từ thiện. Dù đã lên tiếng xin lỗi dân tình cũng như đưa ra nhiều giấy tờ liên quan, nhưng những điều phi lý được dân tình chỉ ra càng khiến cộng đồng mạng đặt ra nhiều câu hỏi lớn về số tiền này. Không chỉ tấn công trên các fanpage ủng hộ Hoài Linh, các netizen cũng tràn vào kênh TikTok sở hữu 4,3 triệu lượt theo dõi của nam danh hài. Cụ thể, trong đoạn clip được dân tình tràn vào comment, nam danh hài giữ nguyên chất hài của mình khi thể hiện màn hát chay trong ca khúc Lỡ Mối Duyên Quê. Đáng chú ý là bên dưới đoạn clip, đông đảo cộng đồng mạng đều bình luận với nội dung yêu cầu nam danh hài làm rõ số tiền 14 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt. Giữa lúc nam nghệ sĩ đứng trong tâm bão dữ dội của làn sóng dư luận đòi tẩy chay, búa rìu công kích từ mọi phía, giới showbiz cũng hạn chế lên tiếng để tránh vạ miệng, mua dây buộc mình. Song vẫn có khá nhiều người lên tiếng bảo vệ, ủng hộ nghệ sĩ Hoài Linh trước sóng gió với niềm tin yêu bất diệt. Một trong số đó phải kể đến tình cũ Lương Bằng Quang, Gia Gia Trương Nhi, chắc nịch, vẫn tin bố Linh. Kết quả không ngoài dự đoán, nữ diễn viên nhanh chóng hứng nhiều gạch đá từ dư luận. Ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai của Hoài Linh cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng link bài viết kèm theo chú thích. Anh bốn tôi kèm trái tim. Hiện dù chưa rõ sự thật như thế nào, nhưng mọi động thái của danh hài Hoài Linh hiện đang là tâm điểm của sự chú ý. Và chỉ khi nào danh hài Hoài Linh làm rõ số tiền này thì có lẽ dân tình mới buông tha cho nam danh hài, cũng như vụ ồn ào này mới chấm dứt.